Alo. Alo. Anh à. Em đang ở đâu đấy? Em đang đi với Thảo. Sao đây anh? À không, anh định qua đón em đi chơi mà. Thôi, để chiều anh nhá. Ok em. Ông Đạt gọi à? Ông ấy gọi rủ tao qua đi chơi. Con này sướng thật đấy. Có người yêu vừa giàu, vừa chiều. Đã có ô tô đi rồi, trả bù cho tao. Cũng xinh xắn thế này mà chẳng có ai rước. Chiều cái quái gì. Mà mày kiếm đại ông nào yêu đi, cứ kén chọn mãi thế. Thôi đi nào. Ô tô của anh đâu mà lại đi xe máy? Ô tô của anh hỏng rồi, anh đang cho đi sửa. Hỏng đúng lúc thế. Thôi nào, mình đi tạo xe máy một hôm nhá. À, anh mua quà cho em này. Em chỉ đi xe máy hôm nay thôi đấy. Anh biết rồi, mình đi nào. Nhưng đi đâu? Đi uống trà sữa nhá. Vâng ạ. Em cất đồ đi. Anh này, mình quen nhau cũng gần được 2 năm rồi đấy. Mà anh không cho em biết nhà hay gặp anh trai anh gì cả. Thì anh trai anh bận. Có gì anh bảo anh ấy sắp xếp nhá. Em không biết. Em nghe câu này quen lắm rồi đấy. Vậy giờ em muốn như nào? Cuối tuần này anh phải đưa em về nhà anh cơ. Coi như em qua chúc Tết anh trai anh luôn. Cuối tuần này luôn á? Sao? Không được à? Được. Để anh bảo anh trai anh nhá. Vâng ạ. Nào, vui lên. Nhìn cái mặt kìa. Mặt làm sao? Thì mặt đáng yêu chứ làm sao nữa. Không phải nịnh. Em thừa biết em đáng yêu rồi. Thôi, em uống đi. Chờ anh chút nhá. Anh trai anh gọi. Alo anh ạ. Alo. Chú đang ở đâu? Em đang đi chơi với Huyền ạ. Lớn rồi, lúc nào cũng thấy đi chơi. Chú về nhà ngay, anh có chuyện muốn nói. Có chuyện gì vậy anh? Có gấp không ạ? Chú cứ về thì biết. Vâng vâng, em về luôn đấy ạ. Em, mình về đi. Anh trai anh gọi về rồi. Vừa mới đi đã về rồi. Thôi nào, hôm sau anh bù cho nhá. Vâng. Anh chị ơi, giúp em tờ báo này. Có báo gì vậy em? À, ở đây em có báo nông thôn, báo thanh niên, báo nhân dân ạ. Thôi, cho anh tờ thanh niên đi. Dạ vâng ạ. Anh quên mất, anh chưa thanh toán. Em lại báo, không thanh toán cho anh nhá. Chị ơi, của chị đấy ạ. Bao nhiêu? Dạ, 10.000 ạ. Cái gì? 10.000 á? Mấy tờ giấy lộn này mà 10.000 à? Thôi, báo gì mà báo, biến đi. Ờ, nhưng anh vừa bảo mua mà chị. Anh ý khác, tao khác. Mày có biến đi không? Tao tát cho Pháp bây giờ đấy. Sao vậy em? Sao chưa lấy báo nữa? Em quên không mang ví tiền rồi. Thôi được rồi, để anh. Quay hết bao nhiêu đấy? Dạ 10.000 anh ạ. Em gửi ạ. Này, anh gửi. Không phải trả lại đâu. Ờ, nhưng mà chị. Thôi, anh ấy cho rồi thì cầm đi đi.
khổ thân, bán cả ngày chắc chẳng được bao nhiêu nhỉ? Ôi, cầm lấy, mà uống nước. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Mình về thôi em. Có chuyện gì? Anh gọi em về gấp thế ạ. Sao anh thấy chú rảnh thế nào? Là đi chơi với cái Huyền thế? Thì Tết em không qua được, nên giờ tranh thủ anh ạ. Đạt này. Dạ. Anh nghĩ chú nên chia tay với Huyền đi. Sao vậy ạ? Đang yên đang lành, tự dưng anh bảo bọn em chia tay. Anh nghe mọi người nói, nó chỉ thích người giàu, coi thường người nghèo và coi thường người lao động. Không có chuyện đấy đâu anh ạ. Anh đừng nghe mọi người nói linh tinh. Anh cũng không muốn nghe một tai, nên anh muốn thử. Thử? Thử gì ạ? Anh muốn xem con người thật của nó là như thế nào. Nếu như nó không phải như vậy thì tốt, còn nếu nó như vậy thì không có gì để nói nữa. Vậy thử như thế nào ạ? Bây giờ như thế này đi. Chú hiểu chưa? Em hiểu rồi ạ. Vậy em sẽ nhờ thêm một người nữa. Chú định nhờ ai? Anh cứ tin em, xong chuyện em sẽ nói cho anh. Thôi được, anh tin chú, đừng để anh thất vọng. Dạ vâng. Em đến rồi đây à? Anh Đạt, có chuyện gì mà hôm nay gọi em ra gấp vậy? Anh chẳng biết nói từ đâu nữa, nhưng em giúp anh một chuyện được không? Chuyện gì à? Trước khi nhờ em, anh muốn hỏi em một chuyện. Em thấy Huyền là người như thế nào? Sao anh lại hỏi em? Anh là người yêu nó, anh phải biết con người nó như thế nào chứ. Anh biết, nhưng em là bạn thân của Huyền, nên anh muốn hỏi em. Thì em với nó là bạn thân thật, nhưng nhiều khi em không thích tính của nó. Là sao cơ? Thì nó cậy nó yêu anh, vừa nhà giàu lại còn chiều nó, nên nhiều khi nó không xem ai ra gì cả. Vậy à? Mà sao tự dưng hôm nay anh lại hỏi em vậy? Chẳng giấu gì em, anh trai anh đang muốn thử Huyền. Là sao ạ? Chuyện là như này. Em hiểu chưa? Em cứ thấy nó thế nào ấy. Dù gì em với nó cũng là bạn thân mà. Thôi, em giúp anh một lần đi. Anh muốn chứng minh cho anh trai anh thấy Huyền không như vậy. Anh làm em khó xử quá. Em giúp anh đi mà. Thôi, em sẽ giúp hai người lần này nhá. Anh cảm ơn em, nhưng giữ bí mật giúp anh nhá. Thế em phải làm gì? Mai Huyền qua nhà anh, em cứ làm như này. Em hiểu chưa? Vâng ạ. Anh cảm ơn em. Nghe bảo mày chuẩn bị ra mắt nhà ông Đạt đúng không? Ừ, nhưng mà tao run lắm, chẳng biết như thế nào nữa. Run cái gì? Mày cứ sang coi như chúc Tết đi. Ừ, tao biết là thế, nhưng mà hồi hộp lắm, không biết anh ông ấy như thế nào nữa. Tao thấy ông Đạt bảo ông ấy khó tính lắm. Ai chẳng khó tính, nhưng cũng tùy trường hợp thôi. Hay là mai mày đi với tao nhá. Mày điên à? Mày đi ra mắt, mày bảo tao đi cùng làm gì? Hay là mai tao đợi mày ở cổng làng, rồi mày đi mua đồ với tao nhá. Tao chẳng biết mua gì ấy. Thôi, cũng được. Cảm ơn mày nhá, mày đúng là bạn tốt của tao. Alo, Thảo à, mày đến chưa? Nhanh lên, lần đầu ra mắt mà đến muộn thì không hay đâu. Ừ, nhanh lên nhá.
Cô ơi, cô rủ lòng thương cho tôi xin mấy đồng với. Tôi đói quá. Cái thằng ăn xin này ở đâu ra đấy? Đi ra đi. Kìa cô rủ lòng thương, cô cho tôi xin mấy đồng thôi. Thằng kia, tao nói cho mày biết, tránh xa tao ra. Nhìn mày là tao biết mày giả nghèo giả khổ rồi. Làm thằng đàn ông sức dài vai rộng, giả nghèo giả khổ đi ăn xin không biết nhục à? Tránh ra. Kìa cô cho tôi xin. Tránh ra. Cô làm cái gì vậy? Cô không cho tôi tiền thì thôi, lại còn đẩy tôi ngã nữa chứ. Cô thật độc ác, không có chút từ bi nào cả. Mày xem, mày có đáng không? Một thằng ăn xin nghèo hèn như mày mà dám lên mặt dạy đời tao á? Cô không dám dạy đời ai cả. Nhưng đều là con người với nhau, lá lành, đùm lá rách. Cô thấy người nghèo khổ, cô không giúp thì thôi, cô lại đối xử như thế à? Tao chỉ tốt với người có tiền, có địa vị thôi. Còn loại nghèo hèn ăn xin như mày ấy, thì không đáng một xu nhá. Chân thì tật, người thì hôi hám bẩn thỉu. Nhìn cô ăn trắng mặc trơn, nhưng thật không ngờ nhân phẩm và nhân cách của cô lại tồi tệ như vậy đấy. Này, mày nói ai nhân cách nhân phẩm kém đấy hả? Được rồi ạ. Em làm cái gì vậy hả? Anh, không có gì đâu. Chỉ là... Không có gì đâu. Và những gì anh vừa nhìn thấy và những gì vừa xảy ra, anh mù à? Anh có sao không ạ? Anh không sao. Tôi nói cho cô biết, đây là anh trai của tôi đấy. Anh trai ấy ạ? Phải, tôi là anh trai của Đạt. Chỉ vì muốn thử lòng cô, xem cô là người như thế nào, nên tôi mới bày ra trò này thôi. Thật không ngờ, những gì tôi nghe được lại là sự thật đấy. Là sao ạ? Chuyện là... Anh cũng không muốn nghe một tai, nên anh muốn thử. Thử? Thử gì ạ? Anh muốn xem con người thật của nó là như thế nào. Nếu như nó không phải như vậy thì tốt, còn nếu nó như vậy thì không có gì để nói nữa. Phải thử như thế nào ạ? Bây giờ như thế này đi. Chú hiểu chưa? Em hiểu rồi ạ. Vậy em sẽ nhờ thêm một người nữa. Chú định nhờ ai? Anh cứ tin em. Xong chuyện em sẽ nói cho anh. Thôi được, anh tin chú, đừng để anh thất vọng. Dạ vâng. Chuyện là như vậy đấy. Anh, em xin lỗi. Xin lỗi? Nếu đây không phải là anh trai tôi thì cô định làm cái gì nữa? Tôi không ngờ, trước mặt tôi thì cô ngoan ngoãn hiền lành, nhưng mà sau lưng tôi thì, nói thật nhá, có thể ghê tởm cô. Tại sao vậy Huyền? Tại sao cô có thể sống hai mặt được như vậy? Anh, em xin lỗi. Em biết sai rồi. Từ giờ em không thế nữa đâu ạ. Lời xin lỗi của cô chúng tôi sẽ chấp nhận, nhưng để em trai của tôi và cô tiếp tục yêu nhau thì không bao giờ. Tôi nói cho cô biết, một người có nhân phẩm và nhân cách tốt mới làm nên giá trị của họ. Tôi tặng cô một câu: đừng bao giờ khinh thường người khác quá vẻ bề ngoài. Về thôi em. Vâng ạ.